đối với tất cả chúng ta. Tàn nhang là một bệnh ngoài da rất phổ biến. Tính độc đáo của nó nằm ở chỗ vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị, đặc biệt là đối với một số bạn nữ trẻ tuổi. Mặc dù tàn nhang trên mặt sẽ không gây đau đớn về thể xác nhưng lại gây ra gánh nặng tâm lý rất lớn cho chúng ta. Vậy nguyên nhân gây ra tàn nhang là do đâu? Chúng ta hãy nhờ các chuyên gia da liễu cho chúng tôi câu trả lời. Tổng quan bệnh nám da. Nám da là vấn đề không còn quá xa lạ đối với phụ nữ. Đó là tình trạng da xuất hiện những đám màu nâu hoặc màu xám nâu trên da. Nám da mặt là loại nám da hay gặp nhất. Sự thay đổi sắc tố da có thể xảy ra trên da mặt, môi, trán, cằm, sống mũi. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gặp ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, đặc biệt là vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như da vùng cánh tay hay cổ. Nám da thường gặp nhất ở phụ nữ 20 đến 50 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, trong đó nám da ở phụ nữ có thai và nám da sau sinh khá phổ biến. Nam giới ít khi bị nám da hơn nữ giới. Bệnh cũng liên quan đến địa lý, chủng tộc, màu da khi mà phụ nữ châu Á, da màu có tỷ lệ nám da cao hơn so với phụ nữ da trắng. Nguyên nhân dẫn đến nám da, tính di truyền. Hoạt động tyrosinase của lớp đáy của gen di truyền tàn nhang tăng lên dưới sự chiếu xạ của tia cực tím, hình thành sắc tố melanin, tức là tàn nhang hay còn gọi là đốm di truyền. Nó được sinh ra trong thời kỳ bào thai và là một cơ thể cố định vốn có. Tàn nhang được chia thành các đốm có thể nhìn thấy và các đốm không nhìn thấy được. Các đốm có thể nhìn thấy bắt đầu hình thành vào khoảng mùng 6 tháng 12 tuổi và đạt đến đỉnh điểm vào khoảng 18 tuổi, trong khi các đốm không nhìn thấy chủ yếu xuất hiện trên mặt. Đây là lý do tại sao một số người chia tàn nhang thành tàn nhang bẩm sinh và tàn nhang mắc phải lý do. Phơi nắng, các tế bào da của một người sản xuất thêm melanin để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Đây là lý do tại sao tàn nhang có xu hướng xuất hiện sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tàn nhang có thể xuất hiện trên một vùng da rộng và có thể xuất hiện trở lại hoặc trở nên sẫm màu hơn trong những tháng mùa hè. Tàn nhang thường mờ dần hoặc biến mất trong những tháng mùa đông, khi các tế bào da mới thay thế các tế bào cũ. Tàn nhang phát triển trên các khu vực thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chẳng hạn như khuôn mặt, cánh tay, cái cổ, lưng, ngực. Lạm dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Rất nhiều chị em phụ nữ có thói quen dùng kem trộn hoặc các loại mỹ phẩm có nguồn gốc không rõ ràng trên thị trường. Ban đầu sử dụng có thể thấy trắng da, mờ nám, tuy nhiên sau một thời gian da sẽ bị bào mòn, yếu dần và dễ tổn thương với tác động từ môi trường, nhất là ánh nắng mặt trời chứa tia tử ngoại, khói bụi. Nội tiết tố. Rối loạn nội tiết tố làm cho lượng sắc tố melanin trong cơ thể tăng nhanh gây ra hiện tượng nám da. Đây là câu trả lời cho việc khoảng từ 50 đến 70% phụ nữ mang thai bị nám. Ngoài ra, ở các giai đoạn như tuổi dậy thì, tiền mãn kinh hay sử dụng thuốc tránh thai cũng là những nguyên nhân gây nám da. Thông thường, nám da do nội tiết có thể dễ khắc phục hơn, bởi khi cơ thể ổn định nội tiết tố thì vết nám sẽ tự mất đi. Nguyên nhân khác, ngoài những nguyên nhân trên còn có nhiều yếu tố khác gây nám da như sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, chất lượng kém, chế độ sinh hoạt không khoa học hợp lý. Triệu chứng bệnh nám da. Nám da có triệu chứng như thế nào? Rối loạn tăng sắc tố da xảy ra ở từng mảng da, làm cho da có màu sẫm hơn bình thường. Các vị trí hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như mặt, cổ, cánh tay là các vị trí thường hay bị nám da, đặc biệt là nám da trên mặt thường đối xứng hai bên. Phân biệt nám da và tàn nhang. Nám da là các đốm sẫm màu với nhiều mức độ đậm nhạt, thường xuất hiện đối xứng hai bên má, môi trên, cằm, trán. Nám da đặc trưng bởi màu sắc sẫm, nâu hoặc thâm vàng, có nhiều kích thước nhưng thường lớn hơn tàn nhang. Tàn nhang cũng là tình trạng tăng sắc tố, tuy nhiên không giống như nám da có màu sắc khá đặc trưng, tàn nhang có màu sắc đa dạng hơn với màu nâu sẫm, nâu nhạt, vàng, đỏ, xám, đen. Đậm độ tàn nhang thay đổi theo cường độ ánh sáng mặt trời, vậy nên mùa hè thì tàn nhang đậm hơn mùa đông. Kích thước của tàn nhang thường nhỏ hơn so với nám da, các đốm có thể nhỏ như đầu tam cho đến hạt vừng. Ngăn ngừa tàn nhang. Mọi người có thể ngăn ngừa hoặc giảm bớt sự xuất hiện của tàn nhang bằng cách bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời sẽ không làm giảm sự xuất hiện của các vết tàn nhang hiện có, nhưng nó có thể ngăn ngừa sự hình thành các vết tàn nhang mới. Học viện Da liễu Hoa Kỳ, AD khuyến nghị các mẹo sau để bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Bôi kem chống nắng chống nước với khả năng bảo vệ khỏi tia UVA và UVB và chỉ số SPF từ 30 trở lên. Trùm áo dài tay, đội mũ và đeo kính râm. Ở trong bóng râm khi mặt trời mạnh nhất, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ khi ra ngoài hoặc sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi.